Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng tổng hợp lại mẫu xe trên cửa hàng, và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 35 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe tập chạy tập lái, và phải nói là thật sự là nhập khẩu những quý anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng đang còn một cái loạt cái mẫu xe này từ 5 chỗ 7 chỗ chẳng hạn, như là anh chị đang cần cái mẫu xe tập chạy tập lái thì alo cho em Trung, chỉ với 35 triệu thì cho em Trung lướt sơ một vòng, và anh chị từ đi từ đầu kia ra tới đầu đằng bên này thì rất là nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu em này là bán tải, em này là Hyundai Grover nhập khẩu quý chị nha. Máy dầu hai cầu thì xe này em vừa rồi em Trung đã đi off-road và đã có cái video, thật sự nó chạy rất mạnh luôn quý chị nha. Vô leo núi mà. Đây. Thì đặc biệt quý chị này, đây, xe này thì đăng kiểm vừa khám, đó, trang bị camera hành trình và màn hình Android đầy đủ cho cô chú anh chị, hai cầu số tự động, anh chị thử nghĩ không, hôm vừa rồi em Trung đã lướt sơ một vòng lên tới đỉnh đồi, đồi cỏ Masara thì phải nói là đẳng đỉnh của chóp rồi. Đây thì xe này thì đồ chơi khá nhiều nên xe này em Trung cũng vừa mới đi về nhưng mà chưa có thời gian dọn quý chị nha. Nên là anh chị nào quan tâm và yêu em nó, đó, alo cho em Trung. Đó, một mẫu xe Hyundai Grover nhập khẩu máy dầu. Thì xe này em nó là 2.2 quý chị nha. Nên là đồ chơi cũng khá nhiều rồi. Đây quý chị. Mâm vỏ này, đó, đôi mắt huyền bí là cửa sổ tâm hồn quý chị, yêu chưa? Thật sự là xe này thì nó hơi bụi thôi quý chị nha. Rửa ra thì phải nói là giống như nó đẹp như cậu với mợ quý chị. Giá bán cho cô chú anh chị chỉ với 105 triệu quý chị nha. Máy dầu số tự động, hai cầu nhập khẩu. Và tiếp tục đây thì rất nhiều anh chị hỏi cái mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ lướt sơ một vòng cho cô chú anh chị luôn. Em này là máy dầu 3.0 số tự động quý chị nha. 3.0 số tự động, nó hàng độc hàng hiếm quý chị. Thì cũng xe này thì phải nói là cũng nổi trội trên YouTube thì TikTok thì cũng phải nói là cũng rất là nhiều, khá nhiều quý anh chị. Tại vì em Trung hay đi off-road của quý anh chị. Này, đặc biệt quý anh chị này, hai ghế chỉnh điện hai bên quý anh chị nha, hai cầu máy dầu số tự động. Vô lăng rất đẹp chưa quý anh chị nha. Cái xe này tại vì cái xe kiểng mà quý anh chị. Đây màn hình Android này, trang bị cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị, cửa sổ trời có lỗ trên mui đó. Nội thất cái bộ ghế này em Trung đã bọc cũng khá là nhiều tiền luôn, khá nhiều tiền quý anh chị nha. Nhưng mà thật sự là anh chị nào muốn sở thích với đam mê em nó, đó, alo cho em Trung, số điện thoại em Trung có để trên phần tiêu đề và mô tả. Thật sự là anh chị nào mà muốn chẳng hạn muốn sở hữu, muốn chơi á, đó, muốn đam mê sở thích thì alo. Chứ bây giờ nhiều khi anh chị hỏi em Trung là nó cao, nó mắc, nó rẻ thì nhiều khi nó cũng khó nói quý anh chị. Bản này XLT 2 cầu thì riêng cái xe này thì em Trung đã cho em nó treo đèo lội suối, anh chị nhìn cái nước sơn không? Thì mới em Trung mới về thì rửa đây, hôm vừa rồi cuối tuần đi off-road quý anh chị. Tiếp tục đây thì anh chị vô thẳng cái khoang nội thất của em nó thì ghế sau này em nó là hai ghế treo cho quý anh chị nha. Được cái khoang anh chị bỏ đồ đằng sau thì phải nói là nó rất là rộng rãi đây. Tiếp tục quý anh chị, bộ chân nỉ của em nó rất yêu luôn. Đó, từ những cái cột kèo thì riêng xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ miễn bản về em nó rồi. Đây. XLT nào, Toyota Land Cruiser Prado. Em này là nhập Nhật quý anh chị nhá, nhập Nhật. Như anh chị nhìn cái nước sơn của em nó vẫn rất đẹp rồi. Nước sơn của em nó thì xe này thì cái dòng này, cái đời này thì phải nói là cũng đã sơn lại rồi quý anh chị nhá. Đây, phải nước sơn này rất đẹp luôn. Bộ vỏ này em Trung cũng vừa mới cho em nó vô làm cái bộ vỏ cũng khá nhiều tiền, khá nhiều tiền. Tiếp tục cái phần nội thất quý anh chị. Nên là cái xe này cũng không cần phải giới thiệu nhiều quý anh chị nhá. Nếu mà anh chị nào muốn sở thích, muốn đam mê, muốn sở hữu em nó thì giá rất yêu thương cho cô chú anh chị, chỉ với 600 thôi. Và đây tiếp tục, chẳng hạn như là anh chị đang cần một cái mẫu xe Hyundai Grover nhập khẩu, một cái số cái xe mà nó rẻ tiền hơn quý anh chị nhá. Xe này thì nó cũng đẹp, cũng không kém gì cái xe kia quý anh chị, nhưng mà một cái dàn cảng sơn hơi xấu thôi. Nên anh chị dọn lại rất đẹp luôn. Đây anh chị nhìn cái táp bi này, cửa, tất cả cái của em nó đều toàn bộ là zin quý anh chị nhá. Đó, dành cho cô chú anh chị là muốn có mảnh vườn, mảnh dãy đi chơi off-road rất ok luôn. Đó, một mẫu xe Hyundai Grover nhập khẩu quý anh chị thì chỉ với 90 thôi nha quý anh chị nha. Anh chị mua về dọn rất là ok và đăng kiểm đồ lại. Và tiếp tục đây thì đằng ngoài đây thì anh chị đang thấy còn cũng vài cái mẫu xe nữa, và em Trung sẽ quay luôn cho cô chú anh chị chỉ với thật sự là 35 triệu thôi. Đó, máy nổ coi kêu cái máy quay đều cho cô chú anh chị, nhỏ gọn xinh xắn quý anh chị nha. Và đây thì anh chị đang thấy một mẫu xe em này là Song Yong. Đó, cũng không cần phải giới thiệu nhiều cho cô chú anh chị. Em này thì hàng limited quý anh chị nha. 7 chỗ ngồi, số tự động, hai cầu quý anh chị. Hàng độc, hàng hiếm quý anh chị nha. Anh chị nhìn được bộ mâm, bộ vỏ này, đang còn lông lá tất cả cái bộ mâm đúc rất yêu luôn. Tiếp tục quý anh chị, cái phần nội thất của em nó đây thì anh chị đang thấy phải nói là thật sự là quá đẹp rồi. Từ những cái tem mạc này, đó, keo chỉ tất cả cái thì rất yêu rồi. Đây quý anh chị này, anh chị nhìn cái ổ khóa này. Hàng này là hàng limited quý anh chị nha. Đây, limited, cái hàng tên của em nó vẫn đang còn luôn. Tiếp tục quý anh chị, vô cái phần nội thất đằng trước của em nó luôn. Em đặc biệt quý anh chị nha, em nó là hai cầu số tự động quý anh chị nha.
Nội thất thì anh chị đều cái xe này thì phải nói là nó đẹp xuất sắc rồi, gọi là cái hàng cọp, hàng hiếm khó tìm quý anh chị. Tại vì chỉ có xe cơ quan nhà nước thì em nó mới có được cái bộ, cái gọi là cái xe nó đẹp như mức độ như thế này thôi. Chứ bây giờ mà thật sự mà để mà nói cái xe mà nó dân mình đi thì thật sự thì em Trung dám cam kết khẳng định cho cô chú anh chị không còn đâu quý anh chị. Đây anh chị nhìn từng những cái nút bấm của em nó không có một dấu mòn luôn. Đây em soi sát vào tất cả cái từ những cái vân gỗ này, anh chị nhìn từng ốp này, thật sự là từ những cái tháp bì, thật sự đúng quá đẹp. Một mẫu xe bốn cái vỏ thì anh chị đang thấy bốn cái vỏ rất yêu rất mới luôn, và giá thật sự là siêu hấp dẫn cho cô chú anh chị, chỉ với 130 triệu. Đây thì tiếp tục, đây thì anh chị đang thấy một mẫu xe này là Mitsubishi Barrel Sport quý anh chị nha, 2016. Ngày xưa em nó tiền tỷ quý anh chị, nhưng bây giờ thật sự là nó cũng quá rẻ đi. Anh chị thử nghĩ coi, tiền tỷ nhưng bây giờ tại sao quý anh chị, giá phải nói là anh chị nè, vô lăng này, lãi số này đó, số tự động này quý anh chị, 7 chỗ ngồi gầm cao, dòng này thì phải nói là siêu VIP rồi đấy, chạy phải nói là siêu dẫn đấy quý anh chị nha, phải nói là thật sự nó mạnh mẽ và gầm cao máy thoáng, mà quý anh chị số tự động anh chị đi phải nó đạp lên anh chị, khi anh chị ngồi lên trên em nó phải gọi là cảm nhận em nó gọi là mức độ nó chạy như thế nào quý anh chị nha. Rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu xe này máy xăng hay dầu, nhưng em nó là máy xăng quý anh chị nha. Giá thật sự là siêu hấp dẫn, chỉ với 400 thì quý anh chị rẻ hơn nửa tiền, quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra nữa đúng không đó. Và tiếp tục đây, rất nhiều anh chị hỏi cái mẫu xe Ford Everest máy dầu. Đây thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ lướt sơ một vòng cho cô chú anh chị màu đen. Anh chị hợp phong thủy màu đen alo cho em Trung, máy dầu gầm cao máy thoáng quý anh chị nha. Riêng dòng này thì phải nói là anh chị về mà phá cày thật sự là nó khó hư quý anh chị nhìn nước sơn của em nó thật sự là rất đẹp luôn. Và tiếp tục quý anh chị, đây cái phần vỏ của em nó và nội thất của em nó luôn quý anh chị này. Quay luôn cái phần nội thất rất đẹp chưa quý anh chị, đăng kiểm khá dài, rất dài và rất xa, keo chỉ thật sự là không mất phân nào quý anh chị nha. Nhưng quý anh chị ở đây được cái gì quý anh chị, giá đây, vô lăng rất đẹp này, trang bị màn hình Android này, cam hành trình này, còn bớt nhiều bớt mãi cho cô chú anh chị luôn, một mẫu xe Ford Everest máy dầu đời 2005 quý anh chị nha, siêu hấp dẫn luôn, chỉ với 160 triệu thôi đó quý anh chị nha. Thật sự anh chị thử nghĩ coi, nhìn khi anh chị nhìn trong cái hình ảnh này thật sự là nó không thể, là tại vì nó bụi quý anh chị nhìn không, nó bụi nhưng mà thật sự là nó không thể nào nó đẹp được như ở ngoài đời thật, thì anh chị nên tới tận nơi và trải nghiệm em nó nhá. Thì tất cả những xe trên cửa hàng của em Trung thì giấy tờ pháp lý, có những xe có giá trị đây quý anh chị này, đăng kiểm tháng 5 năm 2024, và những cái xe mà đã có giá trị thì em Trung toàn bộ là có hồ sơ pháp lý cho cô chú anh chị nhá. Nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Và tiếp tục đây thì chẳng hạn như là thật sự là anh chị đang cần một mẫu xe tập chạy tập lái này, em này thì em Trung nhắc này, 15 triệu, em xe tải 100, anh chị cho giá bán bao nhiêu hợp lý đi? Cho giá bán bao nhiêu hợp lý luôn. Tiếp tục đây nữa thì em Honda Accord, và thật sự là chỉ với 30 thôi. Đây và tiếp tục đây thì rất nhiều anh chị hỏi cái mẫu xe gầm cao hai cầu của anh chị này. Đây, yêu chưa? Em này là form kép của anh chị nha. Thì phải nói là em nó là form mới, mẫu mới để của anh chị. Hai cầu số tự động 3.0 của anh chị nha. Đây anh chị thường nhìn cái nội thất này, phải nói là thật sự là rất yêu và hấp dẫn cho cô chú anh chị luôn. Anh chị nhìn cái nội thất này thật sự là, chẳng hạn như anh chị đang cần tìm một cái mẫu xe đi off-road đó của anh chị nhà, đi du lịch, thì riêng để mà nói tới em nó thì em Trung dám cam kết khẳng định cho cô chú anh chị là phê lắm. Nếu mà anh chị thật sự đam mê nó chinh chiến, gọi là đi du lịch, hoặc là anh chị nào có một cái công trình nhá, thật sự là phải nói chinh chiến em nó thì phải miễn bàn luôn, mọi cung đường, cam hành trình này, màn hình này, nội thất, đăng kiểm vừa khám, tất cả đều toàn bộ là zin hết quý anh chị. Nội thất này yêu chưa, thật sự là anh chị nào quan tâm đây quý anh chị, từ cái bộ này rất mới luôn, từ những cái tem mạc, thật sự là phải nói là một mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo mà quý anh chị, thật sự là siêu rẻ luôn, 155 triệu thôi là anh chị đã sở hữu rồi. Và đây thì tiếp tục đằng bên đây quý anh chị, em này là Mitsubishi, xe này thì khách đã cọc rồi. Và đây thì tiếp tục quý anh chị nha, rất nhiều anh chị hỏi em Trung là tại sao không quay chi tiết tổng thể em morning này từ hôm bữa mua tại nhà dân, tại sao ngày hôm nay quý anh chị, đây quý anh chị nha, vẫn chưa có thời gian để dọn quý anh chị, phải cất vô trong đằng sau. Ngày hôm nay quý anh chị mang ra quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị, bản thân em nó khi về như thế nào thì hiện tại bây giờ nó y chang vậy, thật sự là chưa có thời gian dọn quý anh chị nha. Đây thì anh chị đang thấy được cái rất đẹp rồi, xe này thì em nó vừa mới được làm cái bộ dàn gầm
2010 bản Sport quý anh chị nhá. Em này là bản Sport rồi anh, bản Sport nó khác cái nền cảng này, đó. Rất đẹp luôn, bộ mâm này tiếp tục quý anh chị này. Tích hợp xi nhan gương là vô trong đằng này còn. Bởi vậy tại sao quý anh chị, em này nó khác là khác hoàn toàn từ thay đổi từ đằng bên ngoài vô tới thằng bên trong. Cái form Sport nó khác với lại cái form thường quý anh chị nha, lên cái giá trị của nó cao hơn cái em thường quý anh chị. Đây từ những cái keo chỉ này, đây. À, vô lăng này, cái xe chạy nhiều và chạy ít, chạy ít anh chị nhìn cái vô lăng rất đẹp chưa, thật sự là em nó là vô lăng chữ H nha. Và đặc biệt quý anh chị, số rất chắc rồi chứ không còn phải là còn cái số thường nữa quý anh chị nha. Đây anh chị đang nội thất, đặc biệt em nó số tự động. Đằng trong em nó là đang còn cái bộ ghế zin nguyên bản quý anh chị nha. Bộ ghế zin nguyên bản tại vì em nó có nứt theo thời gian và năm tháng đây quý anh chị này. Tất cả cái này, đó. Có sao em Trung chia sẻ hết. Và tiếp tục quý anh chị, bộ trần của em nó thì anh chị đang thấy phải nó rất mới luôn. Đấy. Keo chỉ thì anh chị cũng cần suy nghĩ không mất phân nào thật sự. Riêng cái dòng này thì phải nói là uống xăng phải nói là như ngửi luôn quý anh chị. Một mẫu xe nhỏ bé, nhỏ gọn, xinh xắn từ những keo chỉ, từ những tem mạc. Chẳng hạn như là những em gái đó, hoặc là những anh trai đó, Trung ít tuổi thôi, đó Trung trung tuổi, mình đang còn thanh niên á quý anh chị. Đi một cái xe này thì rất là gọi là hoa lá cảnh luôn, màu chuối, màu xanh lọt chuối rất đẹp đúng không? Rất yêu thương. Màu xanh thiên thanh mà quý anh chị đúng không? Đây tiếp tục quý anh chị, em Trung sẽ mở luôn cái phần cốp cho cô chú anh chị. Cái xe nó đẹp hay không anh chị nhìn từ đằng bên ngoài vô tới phần bên trong, từ những cái keo chỉ, từ những cái cột kèo, tất cả cái từ ốc vít bù lo quý anh chị, bộ trần của em nó tiếp tục quý anh chị. Đây phải nói là thật sự là một cái mẫu xe máy nhỏ gọn xinh xắn, tiết kiệm nhiên liệu, bền, nồi đồng cối đá, sửa ở đâu cũng có đồ. Và đặc biệt quý anh chị nha, và sửa em nó thì phải nói là cái giá nó siêu rẻ rồi. Đây quý anh chị, phần đằng bên phụ của em nó đây quý anh chị, nội thất này anh chị không, táp bi này, tất cả từ những cái keo chỉ này, tem mạc đó, thật sự là cái màu xanh rất đẹp luôn quý anh chị nha. Cái màu xanh nhà em Trung gọi là cái màu xanh đọt chuối quý anh chị. Đây và đặc biệt quý anh chị này, tại sao cái bản thường với bản Spark nó khác quý anh chị này. Đủ. Điều hòa ô tô tự động quý anh chị nha. Máy thì thầm mùa xuân luôn, máy thì thầm mùa xuân. Nên tất cả cái xe này có sao em Trung chia sẻ và quay chi tiết cho cô chú anh chị. Và đặc biệt quý anh chị, xe này thì em vừa mới được đăng kiểm mới đó, tháng 11 năm 2024 luôn quý anh chị nhỉ. 2010 Form Sport mà giá thật sự được siêu hấp dẫn đó, chỉ với 185 triệu quý anh chị nha. Nếu anh chị nào muốn sở thích, muốn đam mê, em Trung bao dọn dẹp cho cô chú anh chị những cái xe này, giấy tờ hồ sơ pháp lý thì anh chị cần suy nghĩ rồi. Và tiếp tục đây thì anh chị đang thấy một mẫu xe em này đây, chỉ với 35 triệu anh chị thử nghĩ coi, như một em siêu xe chưa đó, một em Daewoo Nubira nhập khẩu máy 2.0 của anh chị nha. Đây tại em này nó nhập khẩu máy 2.0 nó khác nhau cái gì của anh chị. Đây quý anh chị này, từ những cái cụm thắng này em nó thắng đĩa, nhưng đằng sau quý anh chị, đằng sau em nó cũng là thắng đĩa luôn. Đây thật sự phải nói là bây giờ anh chị thử nghĩ coi, 35 triệu anh chị mua được cái mẫu xe gì, anh chị mua được cái gì đúng không? Nhưng đến với ô tô Quang Trung chỉ với số tiền đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Che mưa che nắng đó anh chị thấy không? Riêng dòng này thì em Trung dám cam kết khẳng định cho cô chú anh chị, máy nổ, còi kêu, bốn bánh quay đều, bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc, quý anh chị từ những cái ốp, từ những cái táp bi này không, được gia chủ làm rất kỹ luôn. Đấy và thật sự là phải nói là quá rẻ quý anh chị. À, một mẫu xe đáng đồng tiền bất gạo quý anh chị, chỉ với 35 triệu mà anh chị thấy không? Đẹp leng keng speng luôn cho cô chú anh chị thấy không? Biển số Thủ đô Hà Nội đó quý anh chị. À, cụm đèn rất to. À, thật sự là anh chị nhìn xung quanh một vòng em nó thì anh chị đang thấy, lên tới tận nơi trải nghiệm em nó còn đẹp hơn trong hình ảnh quý anh chị nha. Đây vỏ lốp này tiếp tục. Cái phần này riêng này thì anh chị cũng cần xính máy nổ thì thầm thôi. Đây quý anh chị, nổ thất tất cả cái nó thật sự là chỉ với 35 triệu chứ chắc nịch luôn, thật sự chạy cứ như ô tô luôn. Đây quý anh chị này. Anh chị thử nghĩ coi, so với tầm tiền này anh chị mua một cái xe máy bây giờ đúng không? Bao nhiêu tiền giờ? Nhưng mua em đi chở cả đại gia đình mình đi chơi cũng phải gần phải suy nghĩ luôn. Đây, vỏ lốp này 4 thắng đĩa quý anh chị, rất an toàn ở hồ chú anh chị. Và tiếp tục đây quý anh chị, vô đây, tới đây một mẫu xe em này là Toyota Vios quý anh chị này. Em này thì sinh năm 2005, được cái thì máy dòng này thì nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá rồi, tiết kiệm rồi. Tiếp tục quý anh chị, lướt sơm vòng cho cô chú anh chị luôn. Đây vỏ lốp mâm đúc rất yêu thương. Đấy, đăng kiểm này hết, có gia hạn rồi nhưng em Trung bao đăng kiểm mới cho cô chú anh chị. Và tiếp tục mang cái Hyundai Grabber vô làm đi em, cho cái bình nó câu nó nổ đi nhá. Cái Hyundai Grabber chứ ngồi rảnh rỗi đó làm cái gì, không có việc làm à? Không có việc làm thì mày nói ăn chứ. Ủa thằng này
thì em nghiên cứu một cái bình nào đó cho nổ vô ra làm đi, không dọn đẹp sạch sẽ lên. Đây vỏ lốp tất cả cái thì xe này anh em nó đang đi quý anh chị nha, đâm ra là anh chị nhìn đang phải nói là cửa anh chị không chắc đứt. Đấy. Máy thì riêng em này thì anh chị không cần suy nghĩ miễn bản à, giá chỉ với 120 triệu là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe Toyota nồi đồng của đá và tiếp tục phá kho hư quý anh chị nha. Đây và một mẫu xe em này là Dago Manus quý anh chị này, em này là số tự động. Chẳng hạn như anh chị đang cần cái mẫu xe mà những cái gọi là những anh chị mà tay lái yếu thì ta có thể xài qua một mẫu xe số tự động quý anh chị. Hàng này hàng VIP đăng kiểm khá dài đấy, tới năm sau lận quý anh chị. Số tự động này, nội thất này anh chị thật sự là siêu rẻ luôn, chỉ với 100 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe này. Này thật sự là anh chị đang nhìn đây thì đang thấy phải nó là chỉ có bụi thôi, nên là nhà con người con cái nó đông nhưng mà nó đâm ra là nó hơi cứ đứa nào cũng có việc nào của nó rồi, đâm ra là không có thời gian để dọn quý chị, rửa ráy, đâm ra là nó hơi bụi hơi dơ thôi. Nhưng anh chị lên đấy, lên tới tận đây và em Trung dám cam kết quý anh chị rửa sạch sẽ mới giao xe, rửa sạch sẽ mới giao xe cho cô chú anh chị nha, chứ không phải để thể để bẩn thế này quý anh chị. Anh chị nhìn nào, nhìn dơ bẩn bẩn thôi nhưng mà được cái là anh chị vào rửa ra đẹp đấy, được cái là đẹp. Tại vì sao quý anh chị? Tại vì cái xe này em Trung đã dọn nó từ A tới Á rồi, từ máy móc này, dàn sơn này, đó anh chị đâu, nội thất anh chị nhìn là tại vì đằng trong ngoài thôi nhưng mà đăng ký anh chị nhìn vô tới trong này sạch sẽ không? Đây. Anh chị thấy yêu chưa? Sạch sẽ không? Yêu luôn. Đây, thật sự chỉ với 100 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Và tiếp tục đây thì một mẫu xe em này là Mazda 323 quý anh chị nha. Em này thì nội thất không? Sạch đẹp cho cô chú anh chị. Đấy. Giá thật sự là 75 triệu. Bớt cho cô chú ngày hôm nay 5 triệu còn 70 triệu. Vẫn anh chị quan tâm tới mẫu xe này còn bớt nữa, bớt mãi cho cô chú anh chị luôn nhá. Một mẫu xe Mazda 3 thương hiệu Nhật quý anh chị. Và tiếp tục đây thì đằng bên đây em Trung đang còn mẫu em này là Camry này, 50 này. Đó, anh chị nào quan tâm thì alo cho em Trung. Đây và em xe tải này đời 2018 quý anh chị nha. Em này là 2,5 tấn nhưng em nó thì trong giấy tờ khi mà em anh chị lên cái thùng này á, nó sẽ hạ tải nó còn xuống 2,3 tấn thôi. Máy Isuzu thì riêng cái dòng này đô thành quý anh chị, được cái là tiết kiệm quý anh chị nha. Xe này thì anh chị đừng hỏi em Trung là có lỗi lầm gì không, xe tải nhưng rất zin quý anh chị. Đầu cabin anh chị đang thấy không có một miếng sơn tút rộng quý anh chị nha. Đăng kiểm hết, bao đăng kiểm cho cô chú anh chị. Đây. Đây là ngày hôm nay thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì alo chăm chung. Đó thì thôi, cuối video thì em chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.